Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ tôi đang ở cái tiệc cưới ở Thanh Hóa nha. Đây chú rể nha mọi người. Chú rể thấy anh rất là xa, tú ở Thanh Hóa luôn mà cũng rủ tôi về đây chơi luôn mọi người. Là một. Dạ, cảm ơn thấy anh rất là nhiều. Đãi ở Tư Gia thôi nhưng mà trang trí rất là hoành tráng luôn nhìn mọi người. Nhìn sân khấu rất là hoành tráng luôn, nhìn tưởng là một cái sân khấu trong đài truyền hình luôn á. Quá trời hoành tráng luôn, quá trời rộng luôn, quá trời đẹp luôn. Xịn sò. Tình anh em ta đi trong gian khó gian nan, chúng ta vẫn một lòng.